Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để đánh giá lại toàn bộ cái kịch bản tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài phân tích định lượng xu thế chung thị trường trong tuần mới, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong team của chúng ta. Thế thì trong tuần vừa rồi trong trên kênh YouTube đúng không ạ? Thì trong ngày mùng 3, tức là kết phiên tuần trước, thì Hùng Lê có làm bản tin video số 85 để phân tích đánh giá định lượng thị trường. Thì sau khi Hùng Lê làm cái bản phân tích này xong, tức là bản tin vào ngày tối thứ sáu, thì đến tối ngày chủ nhật đúng không ạ? Tối ngày chủ nhật thì chúng ta có một cái sự kiện khá là quan trọng, đó là cái sự căng thẳng của khu vực Trung Đông, đó là giữa Iran và Mỹ, thì đã dẫn đến một cái kết cục, đó là trong tuần vừa qua thì trong những phiên đầu tuần thì VN Index của chúng ta đã giảm điểm rất là mạnh. Và bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê đây là một cái trên trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng trên kênh Facebook, thì một cái bản tin nó dài như thế này, đây chính là những cái bản tin mà Hùng Lê sử dụng để up lên trên team hỗ trợ của Hùng Lê, đó là trên team Zalo VPBS NO01. VPBS NO01 nó thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng, còn những cái này đó là Hùng Lê đang public lên cho tất cả những anh chị em của chúng ta lấy làm tham khảo. Thì trong cái bản tin video số 85 thì Hùng Lê có đánh giá rằng là VN Index của chúng ta sẽ có một nhịp test lại vùng 960 đến vùng 963 điểm, và cuối tuần thì sẽ lấy lại mốc 970 điểm, và mạnh hơn thì có thể đóng cửa ở vùng 975 điểm, và phá sinh thì tiếp tục là kiểm tra lại mốc 875 điểm. Và một điều đáng lưu ý quan trọng nữa là Hùng Lê có đánh giá rằng VN Index của chúng ta trong thời điểm hiện tại đang là trong quá trình chúng ta tạo nền, và chính vì vì cái quá trình mà chúng ta tạo nền dẫn đến một cái việc, tức là thị trường sẽ có những cái sự đan xen giảm và có những phiên tăng giảm khác nhau, xen kẽ nhau ở trong cái thời điểm mà trong tuần. Và Hùng Lê cũng có đánh giá rằng là thời gian tạo nền của VN Index, Hùng Lê đánh giá nhanh thì phải hết tuần này, tức là cái quá trình tạo nền của VN Index sẽ phải hết tuần vừa qua, tức là phải hết ngày mùng 10 đó. Thì từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 thì Hùng Lê vẫn tiếp tục đánh giá là thị trường chung của chúng ta đang tạo nền, và quá trình tạo nền thì sẽ có những phiên tăng điểm và giảm điểm xen kẽ nhau. Và một yếu tố rất quan trọng nữa là Hùng Lê liên tục quan sát những cái lượng cung cầu ở trong phiên, và Hùng Lê đánh giá rằng là cái tâm lý hiện tại, tâm lý của VN Index của chúng ta đang dao động rất là mạnh, và chính vì việc mà VN dao động rất là mạnh dẫn đến một cái việc là thị trường của chúng ta sẽ chưa thể hồi phục và chưa thể tăng mạnh được ngay đó. Và trong cái bản tin đó thì Hùng Lê cũng có định lượng là kết phiên ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ có thêm những cái dữ liệu để định lượng các cái yếu tố cơ bản của thị trường. Còn hiện tại thì là 5 cái tiêu chí để đánh giá thị trường tăng điểm mạnh, tức là tại thời điểm kết phiên ngày mùng 3 thì Hùng đánh giá là đạt 2/5 và 3 cái yếu tố còn lại thì chưa đạt. Và trong đó thì Hùng có đánh giá cái việc là các cái nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng. Thì nhóm ngành ngân hàng, tức là Hùng có đánh giá rằng là sẽ kết cái phiên gọi là sẽ có những áp lực chỉnh ở đầu tuần đó, và đến hết phiên ngày thứ tư thì cổ phiếu của ngành ngân hàng sẽ đi vào ổn định và sẽ có những cái nước đánh tiếp theo cùng với một cái nhịp hồi phục tiếp theo của nhóm ngân hàng. Các cái trụ và các cái blue thì cũng có đánh giá ở đây, và các cái mã cổ phiếu thì cũng có phân tích và định lượng khá là chi tiết ở trên bản tin video số 85 đó. Thì trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là VN Index của chúng ta đã có một sự biến động rất là mạnh. VN Index có một sự biến động mạnh, trong đó trong tuần thì đã có những thời điểm, tức là trong những cái bản tin định lượng của Hùng Lê, tức là VN Index của chúng ta sẽ kiểm tra ở khoảng vùng 960 điểm. 960 điểm. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là VN Index của chúng ta một lần nữa là chạm về vùng 945 điểm và sau đó thì rút chân đi lên. Đó, vậy thì những cái dự báo của chúng ta nó mang một cái tính chất là dự báo trước những cái yếu tố rủi ro. Mặc dù là trong tuần vừa rồi những hai cái phiên giảm mạnh ở đầu tuần, đây phiên này và phiên này,
đó là những cái yếu tố mà chúng ta không thể tiên lượng được trong cái bản tin video số 85, đúng không ạ? Khi tại thời điểm mà chúng ta phân tích và chúng ta định lượng thị trường là những cái lúc mà chúng ta lấy các yếu tố nội tại của thị trường để chúng ta phân tích định lượng một xu thế trong tương lai. Và những phiên giảm điểm ở đây đó nó mang tính chất là cục bộ, tức là nó phản ứng với tin tức, và sau đó thì chúng ta cũng thấy rằng là VN Index của chúng ta đã lấy lại mốc 968,5 điểm, tức là 969 điểm. Trong cái kịch bản của ông Lê đó là VN Index kết tuần ở 970 điểm thì nó chỉ còn suýt soát 1,5 điểm nữa thôi, khoảng 1,5 điểm nữa đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có những cái nền tảng chúng ta phân tích và chúng ta định lượng, tức là định lượng trên những cái yếu tố cơ bản của thị trường, thì những cái tin tức ngắn hạn, những cái tin tức ngắn hạn thì nó cũng sẽ qua đi, và thay vào đó thì thị trường nó sẽ đi về theo đúng nghĩa của thị trường đó. Và VN Index của chúng ta theo như dự báo thì chúng ta đã suýt soát một tí. Còn đối với hợp đồng phái sinh thì sao? VN30 F1M thì trong cái kịch bản mà chúng ta có phân tích định lượng tại cái thời điểm kết phiên đây, cái màu xanh này là kết phiên tuần trước ở đây, phái sinh đóng cửa đây, thì Hùng Lê cũng có tính toán ở một cái tọa độ, tức là kiểm tra lại cái mốc 975, và trong tuần thì phái sinh cũng đã gãy qua cả vùng hỗ trợ 870 và sau đó thì hút cầu đi lên ở hai phiên kết tuần đó. Thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích và định lượng trong tuần vừa qua. Và trên team Zalo thì ở Hùng Lê cũng trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê cũng cũng có những cái định lượng, có những cái định lượng khá là nhiều. Và đây là những cái định lượng, đây là những cái định lượng về cổ phiếu anh chị nhé, định lượng về cổ phiếu DGWK này, định lượng về cổ phiếu DGWK, và cũng sẽ đưa lại dòng thời gian để chúng ta cũng có thể thấy được là trong một tuần thì nó có khá là nhiều các yếu tố biến động, dẫn đến việc là Hùng Lê cũng phải liên tục có những cái phân tích và định lượng cho anh chị em ở trên team. Ở trên team trong tuần vừa rồi thì thị trường khá là buồn, chính vì vậy nên Hùng Lê để cho một số các cái comment nó mang cái tính chất giải trí một tí. Đây là những cái hình ảnh vui khi mà thị trường khó khăn thì chúng ta cũng có thể có những cái câu chuyện chia sẻ như thế để động viên anh em, đúng không ạ? Còn khi mà thị trường của chúng ta đi về đúng nghĩa rồi thì trên team của Hùng Lê đặc biệt nghiêm khắc với tất cả những cái comment của các anh chị. Đây là cái bản tin này là Hùng có định lượng về mã cổ phiếu MPC anh chị nhé, Minh Phú. Đây thì sau cái định lượng của ngày chủ nhật thì đến ngày 7 tháng 1 thì Hùng Lê tiếp tục phân tích định lượng về phái sinh đó, và với một cái việc như hôm qua thì phiên ngày mai, tức là những cái định lượng của phiên ngày mai đó là VN phái sinh có thể đánh về vùng 971 trong 971 đâu đó đấy, à xin lỗi, không phải 971 mà 871 Hùng đánh nhầm, tại vì là đang bị nhầm theo rồi. Sau đó thì cái xu hướng của phái sinh thì Hùng vẫn đánh giá là cái xu hướng của phái sinh vẫn là trend tăng, và VN Index thì tiếp tục hành trình tạo đáy, và những điểm lóc gáp ở đây thì Hùng cũng đánh giá là VN Index chưa thể tăng mạnh được và các cái phiên tăng giảm có thể tan xen nhau. Đây trong tuần vừa rồi một cái kịch bản rất là quan trọng của ngành ngân hàng đó là Hùng Lê đánh giá rằng là ba phiên đầu tuần của VN Index thì ngành ngân hàng sẽ chỉnh giảm về hỗ trợ, và phiên ngày mai, tức là phiên ngày thứ tư và có thể sang đến phiên chiều, tức là chiều thứ tư thì cái nhóm ngân hàng sẽ ổn định trở lại và sẽ có một cái nhịp kéo tiếp của toàn ngành. Bởi vì Hùng Lê có phân tích cái định lượng của nhóm ngân hàng rất là sát, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đến phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì là hai ngày có một cái sự thăng hoa của nhóm ngành ngân hàng. Và trong team của Lê thì cũng rất nhiều những anh chị em đã chốt rất là thành công, ví dụ như chốt bit này đó, chốt bit. Và để đồng hành với team của Lê thì Lê cũng mời các anh chị của chúng ta về mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS và liên hệ với Lê để cùng đồng hành và cùng chia sẻ những cái kiến thức của chúng ta ở trên thị trường. Thì trong tuần vừa qua thì về cơ bản là một tuần rất là khó khăn của thị trường, tuy nhiên là Hùng Lê cũng đã có những cái sự động viên và tinh thần để cho chúng ta có được
cái sự tâm lý ổn định nhất trong những thời điểm khó khăn nhất của thị trường. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VIX. Bản thân VIX thì không có gì thay đổi các anh chị nhé, vẫn là một cái nền đi ngang và Hùng Lê vẫn kỳ vọng là VIX chạy trong cái biên 114 đến 116 để giữ nhịp cho thị trường. Với những cái tín hiệu hiện tại của VIX thì chúng ta thấy rằng là VIX sẽ tiếp tục đi ngang, không có những cái tín hiệu đột biến. VHM, bản thân Vinhome thì Hùng Lê đã có một cái nhịp phân tích từ vùng 100 và nhịp chỉnh cuối cùng đó là Hùng đánh giá rằng từ vùng 82 đến vùng 84. Bản thân thì Hùng quan sát thấy ở trong giai đoạn hiện tại Vinhome khả năng đang có xu thế tạo nền ở vùng 82, tức là vùng 82 là vùng đáy. Vinhome đã có hai lần test lại ở vùng 82 và cả hai lần thì trong cái phiên kết tuần thì Vinhome đều lấy lại ở trên mốc 82. Ở trên xu thế hiện tại thì Hùng đang đánh giá là Vinhome đang quá trình tạo nền. Chính vì quá trình tạo nền nên Vinhome sẽ có khoảng tuần tới thì Vinhome cũng sẽ chưa tăng mạnh được. Và Vinhome cần phải đánh vượt thoát vùng 86 là cái vùng kháng cự ngắn ở đây. Ở xu thế ngắn hạn thì Vinhome sẽ chưa thể tăng mạnh được khi mà dòng tiền thì vẫn tiếp tục khá là yếu và đang có xu thế đi ngang. Đường MACD thì nó cũng chưa có nhiều cái tín hiệu đột biến và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy là Vinhome sẽ có một cái nhịp tăng mạnh. Đối với VRE thì bản thân là một cái nhịp hồi từ vùng 32 và cũng đã có những cái phân tích đánh giá ở đây là VRE khi chạm về vùng giá 34. Ở đây là cái kháng cự đây là bao nhiêu? Cái kháng cự ngắn ở đây khoảng vùng 34.5 đến vùng 35 thì VRE sẽ có những cái nhịp dội lại và trong tuần vừa rồi thì VRE cũng đã dội lại về đâu đó khoảng vùng 32.7 ở đây, tức là chạm lại cái đáy cũ thì sau đó thì VRE lại tiếp tục có một nhịp kéo lên. Tuy nhiên với những quan điểm và những góc nhìn hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng VRE đây đang là những cái nhịp hồi kỹ thuật, chúng ta cũng không nên đu theo những phiên giá xanh như này, nó sẽ rất là nguy hiểm. Và cái vùng kháng cự dài ở đây là vùng giá 34 đến 35.5, nó rất là dài ở đây thì nó cần, thứ nhất để vượt thoát được vùng này thì nó cần thời gian, và cần thứ hai nữa là cần những cái tín hiệu kỹ thuật. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng VRE sẽ chưa thể tăng mạnh được. Ở phiên ngày hôm nay VN Index của chúng ta lấy lại mốc 970 điểm, một phần cũng là nhờ sự tăng điểm rất là mạnh của cổ phiếu SAB. SAB thì gần như là chúng ta không có những cái cơ hội để chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư, bởi vì rõ ràng một điều là SAB thì nó thiên về những cái tính tạo lập. Tuy nhiên hai phiên kết tuần thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền đã đổ quay trở lại về mã cổ phiếu SAB. Bản thân Hùng Lê đã phân tích SAB có một cái phiên trượt dài. Và trên cái con đường trượt dài đó thì chúng ta đang tìm ở một cái vùng giá mục tiêu, đó là SAB sẽ có thể chạm về vùng 220. Vùng 220, cận trên 220, nó và cận dưới thì 213. Và trong tuần vừa rồi thì SAB cũng đã có những phiên suýt soát chạm về, đây phiên này nó suýt soát chạm về vùng 220 các anh chị, và kéo lên. Thì bản thân là khi kéo lên như thế này thì chúng ta cũng... với góc nhìn cùng lên thì chúng ta không nên tham gia, bởi vì cổ phiếu này thì cổ phiếu nó mang cái tính tạo lập và đến cái thời điểm đến đây thì nó lại gặp lại những cái kháng cự dài ở đây, tức là khoảng vùng 237, khoảng vùng 237 đến vùng 238, đây lại gặp những cái kháng cự dài ở đây, thậm chí là đến vùng 240 thì gặp những kháng cự dài ở đây thì khả năng là cổ phiếu này lại có những cái phiên lì xì. Vinamilk là một trong những mã cổ phiếu trụ mà Hùng Lê đánh giá ở thời điểm hiện tại là chúng ta đáng để chúng ta đầu tư. Bản thân tại sao ở cái nhịp ở bên này, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin video của Hùng Lê đâu đó từ rất sớm, Hùng Lê có phân tích một nhịp Vinamilk từ khoảng vùng giá 120, 22 gì đây và chạm về vùng 135. Và sau đó thì Vinamilk chỉnh giảm, thì quá trình chỉnh giảm này thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng. Một số các anh chị em là có hỏi là có bắt đáy không, thì theo quan điểm Hùng Lê là chúng ta chưa nên bắt đáy. Và đây chính là thời điểm của chúng ta nên quan tâm trở lại đến Vinamilk. Vì sao? Và trong team của Hùng Lê thì cũng đã mở mua Vinamilk ở quanh những cái vùng định lượng của Hùng Lê, đó là vùng 116.5. Cận trên có thể là vùng 118 và những biên test tích lũy và những biên tích lũy của Vinamilk ở quanh vùng giá 116.5, 116 được đánh giá là tích cực. Ở những tín hiệu tạo nền của Vinamilk thì đến hiện tại đã tạo nền xong chưa? Thì theo quan điểm đánh giá của Hùng Lê là chúng ta cần thêm một tí nữa về tín hiệu dòng tiền. Dòng tiền hiện tại thì đang hơi yếu, nó phải cần thêm một cái
một tí nữa về tín hiệu dòng tiền. Và đối với những tài khoản của Hùng Lê đã mua vị thế ở vùng 118, 116 thì chúng ta sẽ canh khi mà Vinamilk có những phiên đánh vượt thoát ở đây. Theo như cái góc nhìn của Hùng Lê thì nó cũng nhanh thôi, khả năng là sang tuần tới. Tuần tới thì Vinamilk sẽ có những phiên vượt thoát ở đây, và target gần của Vinamilk ở đây là vùng 124, target xa hơn ở vùng giá 129. Khi mà Vinamilk vượt thoát vùng khoảng 119, thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và đấy là cũng là điểm mua cuối cùng của Vinamilk ở trong nhịp đánh này. Trụ Vinamilk là một trụ tốt với quan điểm của Hùng Lê hiện tại, các anh chị lưu ý. VDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã liên tục phân tích định lượng từ những vùng rất là sớm, và cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ nhắc đến ở đây là vùng 142 và cản trên của VDC là vùng 145. Trong những phân tích định lượng gần đây, Hùng Lê có đánh giá rằng nếu như VDC không gãy vùng 145 thì cơ hội có thể kéo lại vùng 150 và cao hơn thì vùng 155, tức là từ vùng 142 này chỉnh giảm thành công và tích lũy thành công thì có thể kéo lên ở vùng 155. Và sau đó thì VDC cũng đã có những vùng đánh vượt thoát vùng 145 rất là đẹp và suýt soát chạm được vùng 150, thì do những cái tín hiệu về vụ Iran nên là cổ phiếu này cũng chỉnh giảm theo. Tuy nhiên với những cái góc độ hiện tại thì chúng ta cũng có thể đánh giá rằng là những cái điểm mua của VDC thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không còn nữa. Nếu có mua thì sẽ là phải ở vùng 142, tức là trong những cái nhịp chỉnh giảm ở đây này, nó không bị gãy ở đây thì chúng ta mua. Còn thời điểm hiện tại chúng ta mua lưng chừng ở như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm. Và đối với VDC thì khả năng là chúng ta chỉ canh chốt thôi. Trong phiên ngày thứ hai tuần tới thì VDC khả năng là nó sẽ có 1-2 phiên, các anh chị quan sát ở cái vùng đây này. Vùng này là sẽ là vùng hỗ trợ của VDC, vùng 145, tức là chính là cái cản mà VDC đã vượt qua. Thì vùng này mà không gãy, các anh chị nhé, vùng này mà không gãy thì các cái tài khoản của chúng ta đang nắm giữ VDC thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm để chúng ta chờ đợi chốt ở một cái nhịp ở vùng 150. Khả năng là vùng 150 sẽ đến nơi, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VDC. Đó. Còn nếu như bị gãy vùng 145 thì chúng ta cũng sẽ nên ra hàng, bởi vì đấy là như vậy là VDC cũng không còn một cái sức bật nữa. BVH. Bản thân BVH thì cũng có phân tích một cái nhịp trượt dài của BVH, đúng không? Một cái nhịp trượt dài của BVH. Và trong tuần vừa rồi thì BVH vẫn sẽ tiếp tục, xu thế của BVH vẫn tiếp tục rơi. Mặc dù phiên kết tuần thì BVH đã có một cái cây nến ở đây, tức là một cái cây nến hồi, và tín hiệu dòng tiền thì cũng đang hồi. Thì với một cái kịch bản như hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát BVH ở phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới, bởi vì ở đây là vô hình dung thì BVH lại đang tạo thành một cái hỗ trợ, một cái mô hình hỗ trợ ở đây. Và để đánh giá cái mô hình này thì chúng ta sẽ cần thời gian, tức là phải những cái điểm test lại, khả năng là BVH sẽ kéo lên ở khoảng vùng 68. Đây, từ điểm này nhé, kéo lên này. Ta sẽ phân tích cái kịch bản chi tiết của BVH đây, kéo lên và sau đó thì phải có những nhịp chỉnh giảm, tức là lại chỉnh giảm lại ở vùng giá 66. Và ở cái vùng này thì chúng ta phải quan sát được cái tín hiệu tạo nền ở đây. Nếu như tạo nền thành công, các anh chị lưu ý nhé, nếu như tạo nền thành công thì cái cơ hội mà BVH vượt thoát để mà hình thành lại một cái nhịp hồi nó đàng hoàng, một cái nhịp hồi nó đàng hoàng, tức là một nhịp hồi nó có sóng có sánh đàng hoàng, chứ không phải là những cái nhịp đây, các những nhịp này thì gần như là chúng ta vào chúng ta không bao giờ chúng ta ăn được. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cần chờ, và cái thời gian tạo nền của BVH ở đây thì chúng ta sẽ phải xem hết tuần tới. Và cái biên ở BVH, khi BVH chạm về khoảng vùng giá 60 ở đây thì cũng là những cái vùng mà hỗ trợ mạnh, thì với khi mà cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ mạnh thì cái lực hồi có thể sẽ xuất hiện. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đánh cần thời gian và cần cái sự đánh giá nó chi tiết hơn, những cái tín hiệu cụ thể hơn. Đối với BVH thì chúng ta cũng sẽ không tham gia đầu tư trong cái thời điểm hiện tại. Bản thân Manchan sau một nhịp rơi thì Hùng cũng có đánh giá rằng là Manchan sẽ có một cái biên tích lũy lại những cái điểm lấp gáp ở đây ở vùng 55.5. Hiện tại thì đang khá là thành công bởi vì nó chưa gãy
Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là dòng tiền đang khá là yếu và cái tín hiệu dòng tiền thì đang có xu hướng, đây anh chị nhé, tín hiệu dòng tiền đang có xu hướng cắm đầu xuống. Thì khi mà dòng tiền mà cũng có xu hiệu cắm đầu xuống thì cổ phiếu nó thường nó sẽ suy yếu. Và đối với Manchan thì cái tín hiệu tạo nền, các anh chị lưu ý tín hiệu tạo nền nó sẽ phải mất thêm thời gian, nó không phải là chạy từ này đâu, nó sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa. Và cái biên tạo nền của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ xem ở vùng 55 đến khoảng vùng giá 55.5 đó, biên tạo nền của BVH đấy anh chị nhé. Chúng ta sẽ xin lỗi cả nhà, Manchan ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở trong cái biên này. Nếu như cái biên này không bị gãy, và theo như Hùng Lê dự đoán, nếu biên này không bị gãy thì cái tín hiệu tạo nền ít nhất nó cũng phải đi về đây đó, thì nó mới có một cái sự hồi phục của cổ phiếu ở cuối cái nền này, tức là ít nhất là hết tuần tới, hết tuần tới các anh chị nhé. Và xu thế hiện tại của Manchan thì vẫn là phải chờ đợi, và một cái xu thế hiện tại đang là xu thế đi ngang. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Thế Giới Di Động MWG. Bản thân MWG thì cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đã có những cái phân tích định lượng từ bên này cho lên đến tận vùng 130, target 130. Sau đó thì những nhịp chỉnh giảm về vùng giá ở đây khoảng vùng giá 105. Hùng Lê có những cái đánh giá về kịch bản là MWG có thể hồi phục mắc trong nhịp này, chạm về vùng 120. Và khi chạm về vùng 120 thì MWG sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm ở đây. Thì chúng ta xem anh chị, tức là cái vùng giá 110 này sẽ là cái vùng Hùng đã có phân tích rồi, nó sẽ đóng một cái vai trò là phân kỳ. Nếu tại vùng này nó không bị gãy, sau khi chỉnh giảm về vùng 110 nó không bị gãy thì tích lũy và vượt thoát lên được thì cái cơ hội đánh vượt nền 120 là có. Tuy nhiên nếu tại vùng 110 này bị gãy, tức là cái kịch bản chúng ta phân tích, chúng ta phải căn cứ những cái tín hiệu, những cái diễn biến của cổ phiếu để chúng ta đưa ra được cái định lượng về xu thế. Với xu thế hiện tại của MWG có những cái điểm test nhẹ ở đây, sau khi mà cái thông tin nó bị ảnh hưởng chung về thông tin của thị trường, đúng không ạ? Và sau đó thì MWG hiện tại thì cũng đánh giá rằng là với xu thế hiện tại thì MWG vẫn còn một cái cơ hội đánh chạm vùng 119 đến vùng 120. Vẫn còn xu thế đánh chạm lại vùng 119 đến vùng 120 anh chị nhé. Đó, đối với MWG. Còn các cái điểm mua thì Hùng đã có khuyến nghị là cho các anh chị ở trước đây, tức là những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ MWG, khi MWG không gãy vùng 110 thì chúng ta sẽ mua để chúng ta đảo hàng, và chúng ta sẽ giảm cái giá vốn, bởi vì Hùng Lê biết là một số các tài khoản là đã có những cái vùng giá vốn rất cao ở vùng giá 120. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu PNG. PNG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá rằng đây là một cổ phiếu đẹp và một cổ phiếu mạnh. Tại sao đẹp và tại sao mạnh thì Hùng Lê đánh giá rằng đây là một cái mã cổ phiếu đang thỏa mãn những cái kênh sóng dài, trong những cái kịch bản Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê có đánh giá rằng là PNG sẽ chạm vùng kháng cự ở đây các anh chị nhé, đó là vùng 88 đến vùng 90. Mạnh hơn thì PNG có thể đánh trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 100. Tuy nhiên là khi chạm về đến vùng 88 đến vùng 90 thì PNG cần có một nhịp chỉnh giảm. Và những cái nhịp chỉnh giảm này thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 85. Đó, về vùng giá 85. Tại vùng giá 85 này PNG tích lũy được. Tại vùng giá 85 tích lũy được và vượt thoát đi lên. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ đề cập đến một cái kịch bản tiếp theo. Đó là PNG sẽ đánh chạm về vùng 100. PNG sẽ đánh chạm về vùng 100. Đó, khi đó thì chúng ta sẽ phân tích kịch bản này. Còn nếu ngược lại, tại vùng giá 85 PNG bị gãy với khối lượng đạt khoảng tầm trên 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu thì chúng ta sẽ có những cái định lượng về xu thế xấu của cổ phiếu, và khi đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Đối với mã cổ phiếu Bình Minh thì là một cái mã cổ phiếu mà nó cũng là nằm trong một cái nhóm các cái mã cổ phiếu blue chip. Thì bản thân Bình Minh là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê có đánh giá rằng là Bình Minh đang trong cái quá trình tạo nền. Chính vì trong cái quá trình tạo nền nên là Bình Minh cũng sẽ có những cái nhịp đánh, khi chạm hỗ trợ thì Bình Minh sẽ đánh lên, và khi chạm kháng cự thì Bình Minh sẽ đánh xuống. Thì bản thân là đây là một cái kháng cự mạnh của Bình Minh ở đây này. Các anh chị nhìn thấy đây là một kháng cự mạnh của Bình Minh ở khoảng vùng giá 53. Đó, khi chạm về vùng 53 thì Bình Minh đã có một nhịp rũ giảm xuống, và hiện tại thì đánh giá rằng cái hỗ trợ của Bình Minh ở vùng giá khoảng 44 đến vùng giá 45.
Thì đối với bình minh là chúng ta sẽ phải đánh ở những cái kênh sóng dài. Những kênh sóng dài chúng ta đánh ngắn thì chúng ta sẽ rất là khó. Ở hiện tại thì tín hiệu tạo nền của tuần, trong tín hiệu tạo nền của tuần vừa rồi thì cũng nên đánh giá là tích cực. Và chúng ta nhìn thấy là dòng tiền thì đang ngúc ngắt, chuẩn bị có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên, tín hiệu đường MACD thì cũng tạm ổn. Một cái dấu hiệu vấn đề bây giờ hiện tại là chúng ta sẽ cần những phiên bình minh có những cái điểm đánh khoảng tầm 400.000 đến 500.000. Ở trong một cái giai đoạn chỉnh giảm, trong một cái giai đoạn chỉnh giảm của bình minh thì chúng ta thấy rằng là bình minh cũng đã gần như can khan cạn về thanh khoản, và ở trong những cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng là bình minh sẽ đánh vượt lại về vùng 4,46. Về đây thì lại gặp một cái cản khó ở đây, cản nhỏ nhỏ thôi, và cổ phiếu này muốn 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 vượt thoát được, muốn vượt thoát được ở một kênh sóng dài thì cần phải đánh vượt thoát qua ở đây, và dòng tiền thì cần phải có một cái sự kích hoạt quay trở lại, đó là những cái phiên 400 đến 500 nghìn cổ phiếu. Mà những điểm mua của Bình Minh thì Bình Minh đánh theo sóng dài anh chị nhé, chạm hỗ trợ chúng ta mua đấy, hôm vừa rồi là chạm vùng 44 này, hỗ trợ 44 này. Khả năng thì vùng 44 này cũng là vùng hỗ trợ cuối cùng của Bình Minh ở đây thôi, Bình Minh sẽ có sự hồi phục từ đây. Mã cổ phiếu gì? Z cũng là một cái mã cổ phiếu cơ bản tốt. Tuy nhiên với những cái góc độ mà chuyển động hiện tại của Z thì cũng có đánh giá rằng Z nên hội tụ về khoảng vùng giá 34, 33 đến 34. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích và định lượng. Bởi vì Z đã gặp một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây, vùng giá 39 đến vùng giá 40 thì mãi là Z không thể vượt qua được. FPT thì giai đoạn hiện tại thì cũng đã có những cái khuyến nghị ở trên Zoom. Bản thân FPT thì cũng 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 có những cái khuyến nghị ở đây là bây giờ hiện tại thì chúng ta cũng nên canh ra bán ra đây, FPT canh bán ra vùng 58 đến 59, bởi vì Hùng Lê đã thấy rằng là FPT hiện tại cũng đang gặp những cái tín hiệu khó ở vùng này. Bởi vì là FPT chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp giảm đây thì cái nhịp kéo này lên ở đây thì FPT cũng chỉ đạt được đến vùng 59 và sau đó thì có những cái nhịp chỉnh giảm. Thì những nhịp chỉnh giảm này thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 57. Chưa gãy 57 thì cái cơ hội mà để đánh lại về vùng 58, 59, còn nếu như bị gãy 57 rồi thì chúng ta cũng nên out, chúng ta cũng sẽ nên out. Tại sao chúng ta nên out thì chúng ta thấy rằng ở đây thì FPT đang hình thành một cái mô hình cũng khá là kinh điển, tức là vai đầu vai. Đó, các anh chị nhìn thấy cái vai này, đầu này, vai này. Vậy thì cái vai ở bên này nếu nếu như nó bị gãy phá ở những cái vùng 57 ở đây hoặc thậm chí là vùng 56 và bị bán với một cái lượng vốn khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu thì như vậy là vô hình dung là nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng là nó kéo lại bên này. Đó, nó kéo lại cái sự cân xứng, thì các anh chị nhìn thấy là cái mô hình này cũng là cái mô hình phân phối khá là kinh điển ở trong đầu tư chứng khoán. Vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm đối với FPT ở trong giai đoạn hiện tại. Em Novaland này thì chúng ta phân tích, bởi vì Novaland thì nó cũng không có gì đột phá, nhưng mà cái thằng này thì nó cũng chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn ở trong trong cái quá trình mà hình thành của VN Index. Thì chúng ta thấy rằng là Novaland thì cũng không có gì xuất sắc khi mà cổ phiếu này chạm hỗ trợ đây 55 đấy thì lại kéo lên thôi, và những cái nhịp đánh này thì cũng chúng ta chỉ nhìn qua thôi chứ chúng ta không phân tích sâu. GAT thì như thế nào? GAT thì trong cái giai đoạn hiện tại vùng 95, 97 vẫn một nền tích lũy đi ngang. Ở phiên hôm nay có một phiên đánh xanh nhẹ, tuy nhiên những cái nhịp xanh nhẹ này thì hôm nay đánh giá cũng không là thuyết phục. Thì đối với GAT là chúng ta lưu tâm một điều là trong cái giai đoạn hiện tại thì nhóm ngành dầu khí khá là yếu, nhóm ngành dầu khí khá là yếu, những cái mã cổ phiếu bị chỉnh giảm rất là mạnh. GAT từ GAT rồi tí nữa cũng sẽ phân tích ví dụ như PVT. Rồi đặc biệt là POVK và BSR, đấy là hai mã cổ phiếu cơ bản tốt nhưng mà không hiểu sao vẫn cứ cắm đầu cắm cổ đi xuống. Đó thì đầu tư cơ bản đôi lúc nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định, chứ không phải là cái đầu tư cơ bản cái chọn cổ phiếu tốt là chúng ta mua thế là cổ phiếu nó tăng giá đâu. Đó thì đối với kịch bản GAT là các anh chị lưu ý, nếu như GAT bị gãy cái nền 95 thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ eo GAT, bởi vì lúc đó thì GAT sẽ có những cái điểm mà tìm về ở những cái điểm cân bằng thấp hơn, tức là những điểm hỗ trợ thấp hơn ở phía đằng dưới. PVD, đối với PVD trong kịch bản gần đây đó, các anh chị có thể nhìn thấy là
Hùng Lê có đánh giá rằng là PVD có thể hồi lại về vùng 16, đấy là cái vùng kháng cự, và từ vùng 16 này thì khả năng PVD sẽ rơi. Thì cái quá trình rơi thì PVD lại rơi lại, tức là nó sẽ chạm lại cái vùng kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ đây. Vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng 14.8, vùng 14.8 ở đây xem là có gãy không. Đó, về vùng ở đây có gãy không? Nếu như gãy vùng này thì vô hình dung là PVD sẽ tiếp tục có một nhịp chỉnh giảm, tức là bản thân PVD những cái nhịp đánh hút lên thế này thì chúng ta đừng có dại, chúng ta vào đây có thể nó sẽ kéo lên một tí này, kéo lên một tí này, có thể kéo lên một tí ở đây, đó có thể kéo lên một tí ở đây, và sau đó thì lại test lại. Và các anh chị lưu ý là cái nền ở đây là nền 14.8, nếu gãy nền này thì chắc chắn là kịch bản mà PVD đi xuống nó sẽ tiếp tục xảy ra. PVS thì trong nhịp kéo này maximum PVS sẽ chạm được về vùng kháng cự đây, vùng 20, maximum sẽ chạm về vùng 20, và từ vùng 20 này thì PVS lại có những cái nhịp chỉnh giảm lại. Hiện tại đối với PVS thì Hùng lại có một cái góc nhìn nó tích cực hơn PVD. Tích cực hơn PVD đó là gì? Sau khi kéo về vùng 20 thì chúng ta sẽ quan sát PVS ở vùng 18. Các anh chị lưu ý giúp Hùng lên vùng 18. Nếu vùng 18 này không gãy, vùng 18 này không gãy mà lực cầu tiếp tục được đẩy vào, các anh chị lưu ý vùng 18 không gãy và lực cầu tiếp tục đẩy vào thì PVS sẽ có một cái hình thành một cái nhịp tăng ở đây. Và cái nhịp tăng này thì nó sẽ chạm lại vùng kháng cự. Chạm lại vùng kháng cự 20 đến 20.5. Đây anh chị nhé. Đó, kịch bản của PVS đây. PVS thì nó tích cực hơn PVD ở trong thời điểm hiện tại, và Hùng đánh giá rằng là những cái tín hiệu của PVS ở đây là một cái tín hiệu đáng để lưu tâm. PVS thì nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu, và sau những cái nhịp đánh dẫn này, đánh rũ này, đánh lên đánh rũ ở đây thì nó sẽ hình thành nên một cái kênh xu thế mới của PVS ở đây, và cũng rất có thể là PVS sẽ tạo nền ở vùng giá 17. Đó, PVS đã về đến vùng 17 anh chị nhé. Từ những cái vùng chỉnh giải giảm ở trên này thì Hùng Lê đã không có khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư, nhưng về đến đây là chúng ta lại bắt đầu chúng ta phải ngó nghiêng lại PVS, bởi vì đang có những cái tín hiệu mà Hùng đánh giá là khá là ok ở thời điểm hiện tại. PLX đó, bản thân PLX chạm kháng cự đây, cùng lắm thì đánh lên được đến đây là khoảng vùng 59 và sẽ là chỉnh giảm, và như vậy là PLX đã đánh chạm về nền. Bản thân trong giai đoạn hiện tại với những cái cách tăng của PLX như này thì Hùng cũng đã có những cái đánh giá định lượng cho các anh chị rồi, chúng ta chưa có thể tham gia đầu tư được, bởi vì những cái nhịp tăng này thì nó sẽ rũ sạch luôn, và chúng ta đu theo những cái nhịp xanh xanh đỏ đỏ trên này thì chúng ta cũng sẽ gặp thất bại. Chính vì vậy nên là PLX với tín hiệu cái từ hiện tại thì PLX vẫn tiếp tục đi ngang, và cái nền đi ngang của PLX, biên đi ngang thì là biên khoảng 55 đến 57, cái trục đi ngang thì nó khoảng vùng 56, không có gì thay đổi đối với PLX. Chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng thì trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê đặc biệt quan tâm đến nhóm ngành ngân hàng. Tại vì sao? Bởi vì nhóm ngành ngân hàng đang có những cái tín hiệu sau một cái nhịp kéo lên thì nhóm ngành ngân hàng đã có khoảng tầm 4 phiên chỉnh giảm. Và ông Lê đánh giá rằng những cái nhịp chỉnh giảm của nhóm ngành ngân hàng sẽ kết thúc vào phiên chiều ngày thứ tư, và rõ ràng thì đến phiên ngày thứ năm thì nhóm ngành ngân hàng đã có những cái lực tăng rất là mạnh. Vietcombank ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn ở những cái góc độ như thế nào. Trong cái kịch bản ông Lê phân tích ở đây, khi Vietcombank chạm về vùng giá 90 đến vùng giá 91 thì Vietcombank sẽ có một cái nhịp test chỉnh lại đây, test chỉnh lại vùng 87.5, và trong tuần vừa rồi thì gãy luôn cả vùng 87.5, và một số các anh chị trong team của Hùng Lê thì đã bắt đáy, tức là bắt đáy ở vùng 86. Bởi vì bản thân khi Hùng Lê đánh giá rằng, nếu các anh chị lưu ý nhé, trong cái kịch bản Hùng Lê đã phân tích gãy vùng 87.5 thì nó lại rũ tiếp một nhịp đây, nó sẽ chạm ở vùng này đó, tức là nếu gãy ở vùng đó thì nó sẽ đi về đây thôi, nó cũng không đi về đâu xa cả. Thì một số anh chị là khi mà gần chạm về đến được vùng 85.5 86 là đã bắt đầu nhảy vào bắt. Thì bây giờ với phiên kết tuần hiện tại thì Vietcombank đã chạm lại được về vùng 90. Xu thế hiện tại như này thì tốt hay là xấu thì cũng đánh giá rằng là khả năng là tốt, và Vietcombank lại thêm một lần nữa sẽ sang tuần tới sẽ công lại vùng 91 ở đây, vượt thoát được vùng 91 này,
với một cái lượng vốn đánh khoảng trung bình được khoảng tầm 2 triệu thì cái cơ hội của Vietcombank đi về vùng 95 vẫn còn. Nhưng ngược lại, nếu khi chạm về vùng 91 này mà có một cái lượng hàng phân phối lớn đạp lại thì chúng ta cũng sẽ nên ao hàng. Đó, tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu hàng ngày, hàng tuần để chúng ta có những phân tích định lượng. Còn về cơ bản với một cái nhịp kết tuần như thời điểm hiện tại như thế này thì chúng ta đánh giá ở Vietcombank đang ở một cái xu thế tích cực. Bit trong tuần vừa rồi thì Bit đã hoàn thành mục tiêu đó là đánh về vùng giá 50, và một số các anh chị trong team cũng lên thì ngày hôm nay còn chốt lên được tận 51.9, thì như vậy là quá là kinh khủng, quá là tuyệt vời. Bit đã hoàn thành mục tiêu, và với việc mà Bit đang có những phiên chạy nước rút và đang chạy mạnh như thế này thì Bit sẽ đi về đâu? Bây giờ câu trả lời là Bit sẽ đi về đâu? Thì với quan điểm của ông Lê là khi Bit chạy về vùng 50 thì sẽ có những nhịp đánh kéo lại, có thể là đánh lên vùng 52, hôm nay chạm 52 rồi, thì sẽ có những nhịp chỉnh giảm. Đây, nó giống như một cái nhịp chỉnh giảm ở đây khi ông Lê phân tích là đánh chỉnh giảm về khoảng vùng 45, đúng không ạ? 45, các anh chị cứ xem lại những cái bản tin của ông Lê đi. Đó, đánh chạm vùng 45 không gãy, đánh chạm về vùng 45 không gãy thì cái cơ hội mà đi tiếp của Bit nó sẽ còn. Vậy thì đối với Bit thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở đâu? Khi mà bản thân là Bit vùng 50 này là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành cái gì? Vùng hỗ trợ, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên có thể là kéo lên và sẽ kiểm tra lại ở những vùng 50. Khi mà Bit không gãy 50, nó có khoảng tầm 3-4 phiên mà khối lượng vol Bit của đây nó chỉnh giảm lại. Đó, nó chỉnh giảm lại thì cái cơ hội để Bit chúng ta phân tích các cái target tiếp theo. Và những cái target đó thì Hùng sẽ liên tục định lượng ở trên team Zalo, bởi vì Hùng cần thêm dữ liệu để phân tích, chứ không phải là chỉ có như thế này rồi chúng ta có thể phân tích ngay được ngay là Bit sẽ chạy về 55 hay là 60, thì như thế gọi là nói phép, đúng không ạ? Chúng ta cần những cái dữ liệu tích cực hơn và ổn định hơn. ACB trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá là vẫn là một cái nền biên tích lũy đi ngang thôi. Biên tích lũy đi ngang quanh nền 21-2, chưa có những cái tín hiệu thực sự là tích cực. Những cái tín hiệu tăng như hiện tại, tức là tăng giảm đan xen thôi, chứ chúng ta tham gia như thế này thì chúng ta không ăn được mấy, cũng khá là mệt mỏi. MBB, đối với MBB trong phiên kết tuần như thế này thì lại quá đẹp rồi, ổn rồi. Tại vì sao? Bởi vì trong một cái quá trình mà MBB đã khi gãy 23 thì Hùng có phân tích về đây là vùng 21-21.5. Những cái tín hiệu tạo nền của MBB ở vùng 21.5 rất là đẹp, và MBB tiếp tục có một cái tín hiệu, đây là một tín hiệu rất là quan trọng anh chị, vùng 20.7. Vùng 20.7 MBB không bị gãy và MBB cũng gặp lại cái vùng hỗ trợ ở đây, và phiên ngày hôm nay thì là một phiên mà MBB đã có một cái lực cầu đánh lên rất là mạnh. Và với một cái lực cầu đánh lên rất là mạnh này thì chưa tăng được ngay đâu, các anh chị yên tâm là như vậy. MBB sẽ có những phiên trả cầu lại về đâu ạ? Vùng 21.2, chưa tăng mạnh được ngay đâu ạ, sẽ có những phiên trả cầu về vùng 21.2 hoặc là vùng 21.3. từ cái vùng này rồi sẽ có thêm khoảng tầm một vài phiên nữa kéo lên, thì lúc đó MBB mới bắt đầu kéo lên. Và cái điểm kéo lên gần nhất ở đây thì Hùng đang kỳ vọng sẽ kéo chạy lại vùng 22.5 anh chị nhé. Đó, và nó sẽ không phải chạy ở đây mà nó sẽ chạy ra đây, cái mũi tên này nó chạy ra đây, tức là Hùng dự phóng thêm một vài phiên ít nhất là khoảng tầm 3 phiên nữa trả cung cầu chán thế ở đây rồi, sau đó thì mới có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta tiếp tục phân tích định lượng của MBB. Đối với MBB chúng ta đưa vào danh mục, và nếu như có những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta có thể tham gia mua MBB ở trong nhịp này. CTG thì như thế nào? CTG thì trong những kịch bản mà chúng ta phân tích và định lượng ở đây, khi mà CTG chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 19.5 đến vùng 20, Hùng có đánh giá rằng từ vùng này thì công thương sẽ đánh vượt lên chạm vùng 22. Target chạm vùng 22 đến vùng 22.5, đây là cái vùng kháng cự mạnh của công thương. Thì trong phiên ngày hôm qua thì công thương đã đánh chạm vùng 22.5. Thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị
bản thân là như vậy. Bởi vì Hùng cũng đánh giá đó, những ngân hàng công thương. Đây, vùng kháng cự mạnh. Đó, kháng cự mạnh ở vùng 22.5 đến vùng 23. Thì trong phiên kết tuần ngày hôm nay, đây là một cây nến, mà cây nến này thì chịu rồi. Bản thân Hùng Lê cũng không phân tích nổi, tức là công thương có một cái nhịp đánh lên rất là mạnh, nhịp đánh lên rất là mạnh và gần như là đã out luôn cả cái vùng kháng cự 23.5 và đang chạm tiếp một cái vùng kháng cự ở đây này. Vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 24. Thì về cơ bản theo như những phân tích của Hùng thì về đến đây thì lại chỉnh thôi, không thể chạy được, không thể có một cây nến chạy nước rút như này mà chạy đi được. Đấy, chỉnh lại. Đập lại 22. Nên đập lại 22. Đập lại 22 và sau đó thì chúng ta sẽ xem ở một cái nền tích lũy ở đây, ở của công thương ở đây để đánh giá một cái nhịp chạy, có một cái nhịp chạy dài của công thương hay không. Thì bản thân là nếu như chúng ta xem ở trên một kênh xu thế trung hạn thì gần như công thương đã có những cái điểm tạo nền ở đây. Những cái điểm tạo nền này là những cái điểm tạo nền rất là dài anh chị nhé. Đó, và khi mà cổ phiếu tạo nền tích lũy thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu công thương đã tạo nền một năm. Một năm công thương tạo nền, những cái điểm này chúng ta coi như là những điểm tạo nền. Những cái điểm tăng giảm đa chen như này là những điểm tạo nền. Thì chúng ta sẽ chờ xem cái tín hiệu tạo nền này của công thương như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng của công thương ở sóng dài. Còn với quan điểm của ông Lê hiện tại thì công thương vẫn đang trong quá trình tạo nền. Và trong quá trình tạo nền thì chạm hỗ trợ, đây chính là những điểm hỗ trợ ở đây. Thì chúng ta mua và chạm kháng cự, đây những điểm kháng cự. Thì chúng ta bán và chúng ta tránh đua theo những cái phiên như này, tránh đua theo. Techcombank, TCB. Techcombank hiện tại thì chưa tăng mạnh được anh chị, chưa tăng mạnh được. Maximum thì chạm lại được vùng 24.5. Xu thế hiện tại vẫn đang xu thế đi ngang. Xu thế đi ngang ở quanh nền 23, chưa thể tăng mạnh được. Tín hiệu dòng tiền như này thì chưa thể tăng mạnh được. Vẫn cần thời gian để tích lũy. HD Bank. Đối với HD Bank, đây những cái nhịp mà chúng ta liên tục phân tích định lượng khi HD Bank chạm vùng 25.5 đến vùng 26, kéo lên vùng 28 và đáp trả lại vùng 26.5. Từ vùng 26.5 này tích lũy, và bản thân là trong tuần trước thì Hùng có phân tích và định lượng là HD Bank sẽ chỉnh lại. Đó, HD Bank sẽ chỉnh lại về ở đây khoảng vùng 27, từ vùng 27 sẽ kéo lên vùng 28.5 đến vùng 29. Đó, cái đường đi định lượng là như vậy. Thì trong tuần chúng ta cũng thấy rằng là HD Bank đã một lần nữa test lại nền, và đây là một cái nến khá là đẹp của HD Bank ở trong ngày 8 tháng 1, tạo thành một cây nến gần cây nến doji rút chân rất là đẹp ở đây. Với những cái tín hiệu dòng tiền như hiện tại của HD Bank ở đây, những cái tín hiệu và dòng tiền khá là tốt, đường MACD tốt và tín hiệu dòng tiền đang hướng đầu đi lên, thì cái cơ hội mà HD Bank đi về vùng 28.5 đến vùng 29 là hoàn toàn khả thi. Những cái tài khoản mà đã mua HD Bank chúng ta chú ý để chúng ta có thể canh chốt ở vùng đó. Mã cổ phiếu VPBank thì như thế nào ạ? VPBank. VPBank, đó, VPBank thì sao? Bản thân VPBank thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng của VPBank ở trong nhịp sóng chỉnh. Hẳn là các chị còn nhớ là tại sao Hùng Lê lại nói là VPBank, cái cơ hội của VPBank đi tiếp nó vẫn còn rất là nhiều. Cái dư địa để VPBank đi tiếp đã còn rất là nhiều. Bởi vì Hùng Lê quan sát từ cái thời điểm này, đây, cho đến cái thời điểm chỉnh giảm này, gần như khối lượng của VPBank ở đây giảm nó không đáng kể. Ở đây chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân ra hàng thôi. Còn những cái dòng tiền lớn, những cái dòng tiền tạo lập nó vẫn đang nằm ở trong cổ phiếu VPBank. Nó nằm ở đâu đó thì Hùng không biết, bởi vì bản thân Hùng đây cũng không có thể phân tích định lượng được. Nhưng mà cái cơ bản nhất là khi mà HD Bank chỉnh về cái vùng đây là cái vùng 19.5, thì Hùng đánh giá rằng là VPBank sẽ tạo nền ở quanh cái vùng 19 đến 19.5. Các anh chị xem lại ở những cái bản tin video trước, tại vì là vì máy tính của Hùng Lê hỏng nên là một số cái hình vẽ ở đây nó bị mất, còn nếu mà nó đang còn thì nó vẫn ở đây thôi. Đấy, quan điểm của Hùng Lê là đúng hay sai nó không quan trọng, chúng ta có thế nào chúng ta nói thế đấy. Nếu như đúng thì chúng ta sẽ hành động theo cái phương án đúng, còn sai thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản để chúng ta sửa sai ngay.
Thì VPBank sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây thì cũng có tìm tiếp một cái vùng giá trong bản tin tuần trước. Các anh chị lưu ý, cái này thì mới này, chắc chắn là còn này. Trong bản tin tuần trước thì cũng có đánh tìm đến một cái vùng giá hỗ trợ ở đây khoảng vùng 19.8. Nếu như không gãy vùng 19.8 thì VPBank có cái cơ hội để đánh chạm về vùng kháng cự ở đây. Tức là điểm cán trước mắt ở đây sẽ là vùng 21.5. Ở vùng 21.5 và có thể mạnh hơn thì có thể là lên đến vùng 22, nhưng đầu tiên thì chúng ta sẽ kỳ vọng lên ở vùng 21.5 đã. Đó, vùng 21.5 ngắn ngắn như này đã, tại vì trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng cũng không có phân tích những cái target dài. Target dài phải là lúc mà cổ phiếu nó thỏa mãn những cái điều kiện tốt, ví dụ như bid thì Hùng mới phân tích những cái target rất là dài. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu chứng khoán HCM. HCM thì cũng không có gì đâu anh chị. Bản thân HCM thì không có gì, vẫn đang là một cái kênh xu thế giảm dài, và HCM lại bắt đầu chạm lại vùng hỗ trợ vùng 20. Thì thường khi cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ thì đây, những cái tín hiệu ở đây là những cái tín hiệu tạo nền thôi, thì cổ phiếu lại hồi lên. Tuy nhiên những cái nhịp đánh hồi theo những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ rất là khó chịu, rất là khó chịu anh chị. Và khả năng cái tín hiệu của HCM còn có những cái tín hiệu tạo nền này khá là dài, có thể là kéo lên được vùng 23 đây, kéo lên được vùng 23, sau đó thì lại giảm xuống đó. Cái tín hiệu tạo nền thì như vậy, tức là chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán. Những cái tài khoản mà chúng ta yêu thích cổ phiếu HCM thì cũng có thể tham gia những cái vị thế bắt đáy như thế này, nhưng mà bắt như này thì cũng không khuyến nghị, nó không đẹp. Ở SSI thì đây, những kịch bản mình có phân tích đề cập ở đây, có thể SSI sẽ có một hai cái lực hồi nho nhỏ ở đây, và cái lực hồi này nó phải thắng được cơ, nó phải có những cái nét cơ, lực hồi nó có nét cơ, chứ còn những cái lực hồi như cái này thì cũng đánh giá không có nét. Đấy, lực hồi nó phải có nét thì chúng ta mới có được những cái định lượng để bẻ gãy kênh xu thế. Chứ còn bây giờ đấy, SSI vẫn đang trên một con đường cắm dốc. Đó, anh chị nhìn thấy này, đang cắm dốc, tức là ở một cái kênh sóng giảm dài. Trên con đường giảm dài đó thì nó có những cái lực hồi, và những cái lực hồi đó thì cũng không happy lắm. Chúng ta chọn đánh ở những cái lực ở bên kia con sóng, còn bên kia trường dốc, những cái lực hồi này nếu chúng ta mua sai thời điểm thì đôi lúc nó sẽ gặp khá là nhiều các cái yếu tố rủi ro. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu thép HPG. Thì bản thân HPG là một trong những cái mã cổ phiếu thép được cùng Lê phân tích rất là dài rồi, Các anh chị có thể xem những cái bản tin khá là dài. Và đối với ngành thép ngoài Hòa Phát thì có thêm Hoa Sen, có thêm Nam Kim, có thêm TLH, thì tí nữa ông sẽ phân tích sau. Bản thân Hòa Phát cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt, và hiện tại thì Hòa Phát cũng đang trong quá trình tạo nền. Đó, trong quá trình tạo nền thì chạm kháng cự, đây là những cái kháng cự các anh chị nhé, đây những kháng cự này 24.5 này, vùng 25 nữa. Trong cái nhịp này thì Hùng đang kỳ vọng là Hòa Phát sẽ đánh chạm vùng 25.5 đến vùng 25 đến vùng 25.5 ở đây, thậm chí có thể đánh chạm vùng 26. Trong phiên kết tuần thì đó, khi chạm về đây thì HPG không giữ được vùng giá cao nhất. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hòa Phát có thể test nhẹ ở đây thì nó cũng chỉ chạm về khoảng vùng 23.8. đấy là những vùng test nhẹ, thậm chí là có thể không về được vùng này anh chị, 23.8. Khả năng thì cũng chỉ test nhẹ về đến đây thôi, và về đến vùng 23.8 thì có thể có những cái lực hồi đây và sẽ đánh tiếp. Hòa Phát thì ngành thép thì đánh cật lực thôi, nhịp này thì đang kỳ vọng cao đấy. Hùng vẫn đang kỳ vọng cao là đánh vượt cái đỉnh này và về đến đây, và về đến cái vùng 25.5 đến vùng 26 thì lại giảm cho đến lúc nào mà Hùng nhìn thấy được là ở cái quá trình mà tạo nền tạo đáy ở đây nó thành công, tức là nó tạo xong cái đáy, thì lúc đó thì chúng ta sẽ mua Hòa Phát và chúng ta sẽ nắm giữ luôn và chúng ta sẽ không có out ra vào như thế này nữa đó. Còn bây giờ thì chúng ta nên out ra vào. OK, về cơ bản thì chúng ta vừa mới điểm qua một số các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cơ bản trong tuần vừa rồi. Thì rõ ràng là trong tuần vừa rồi
Hùng vẫn nói vui với tất cả những anh chị em trên team của Hùng Lê, đó là chúng ta cần tìm thêm một cái chỉ báo Donald Trump, chỉ báo Donald Trump để đưa vào phân tích và định lượng, đưa vào phân tích định lượng thị trường đó, bởi vì cái chỉ báo này nó cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Nếu lúc ông ấy điên ông ấy khùng lên, ông ấy bắn phá thì VN Index của chúng ta rõ ràng giảm tít mù, và khi mọi cái câu chuyện nó trở nên lắng dịu thì VN Index lại tăng. Và chúng ta cũng nhìn thấy là bản thân là thị trường của Việt Nam nó bị mong manh, dễ vỡ. Chứ còn Dow Jones, anh chị thấy không? Dow Jones vẫn ở đỉnh cao nhất của mọi thời đại. Nikkei 225. Đó, Nikkei 225 vẫn có một quá trình tăng. Đó, vẫn có một quá trình tăng rất là dài rồi. Và bây giờ vẫn đang chạm 24.000. Chỉ số Hang Seng cũng như vậy. Đó, Hang Seng cũng vẫn đang có một cái nhịp hồi phục tăng rất là mạnh. Chỉ số Seng 2 cũng như vậy, duy nhất chỉ có ông Việt Nam là trong cái thời điểm vừa rồi là ông cắm thôi. Ông cắm thì một phần cũng là do phái sinh, phái sinh đội sọc xuống đánh sọc thì thị trường cơ sở nó sẽ chịu những áp lực. Ok, về thị trường tuần tới, thì Hùng Lê đánh giá rằng VN Index của chúng ta tiếp tục sẽ có một tuần giao dịch khởi sắc hơn. Tại sao lại khởi sắc hơn? Bởi vì Hùng đang tính toán một cái tọa độ của nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng đang chạy nước rút và sẽ chạy một cái sóng cuối cùng, trước khi mà chỉnh. Nó song trùng với sự hồi phục của VN Index, và Hùng đánh giá rằng sóng ngân hàng thì sẽ kết thúc ở khoảng cuối tuần tới. Khả năng là sẽ không đến cuối tuần tới đâu, thứ năm là bắt đầu có thể là bắt đầu chỉnh giảm rồi, bởi vì như vậy thì nhóm ngành ngân hàng cũng đang gặp những cái kháng cự rất là mạnh rồi, cái chỉ số chung của nhóm ngành ngân hàng. Bản thân VN Index của chúng ta, thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là đang rất ok, khi mà phiên kết tuần VN Index gần lấy lại được mốc 970 điểm, là cái mốc mà chúng ta đã phân tích và định lượng ở trong tuần vừa qua. Cái mức kỳ vọng Hùng thì nó lớn hơn, đó là có thể đóng cửa vùng 970 điểm đến vùng 975 điểm, đúng không ạ? 970 điểm đến 975, 975 ở đâu đây? 975 đó. Thì tuần trước là không làm được cái điều này. Tuy nhiên các anh chị lưu ý nhé, với một cái phiên tăng như mạnh như phiên kết tuần ở đây thì phiên đầu tuần thì Hùng đang dự đoán khoảng phiên thứ hai và phiên thứ ba thì VN Index có xu thế trả lại về cái vùng ở đây là khoảng vùng 965 điểm. 965 điểm đó. VN Index có cái xu thế trả lại về vùng 965 điểm và tích lũy tại đây. Từ vùng 965 điểm này thì cùng với sự hỗ trợ của nhóm ngành ngân hàng thì VN Index hoàn toàn kỳ vọng là vượt vùng 970 điểm, và thậm chí là tuần tới thì chúng ta sẽ có một cái tọa độ, một cái target từ vùng 965 điểm này chạm vùng 980 điểm đó, sẽ nâng một cái mức kỳ vọng lên của VN Index 980. Và chạm về vùng 980 thì ổ gà nó sẽ lên đây. Bản thân là khi mà về đến vùng 970 đúng không? Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi. Ở đây là có những cái ổ gà và sẽ có những cái vùng giảm sóc ở đây. Thì nó giảm sóc thật, nhưng mà bản thân thì Hùng không nghĩ là nó sóc sâu như này. Sóc sâu như này là do ông Trump. Chứ còn nếu mà để mà thị trường cơ bản mà định lượng mà không có những yếu tố ngoại vi thì nó cũng chỉ sóc về khoảng vùng 900, ở đây là khoảng vùng 960 thôi, khoảng vùng 960 thôi đó. Còn đối với hợp đồng phái sinh thì bản thân Hùng đánh giá rằng ở trong cái thời điểm hiện tại phái sinh thì nó vẫn đang ở trong trend tăng, tức là chủ đạo là trend tăng, còn đương nhiên là trong cái trend tăng thì nó vẫn có những cái trend tăng, những cái trend giảm, những cái điểm giảm, nhưng mà những cái điểm giảm này thì nó cũng chỉ giảm tức thì thôi. Thì bản thân là phái sinh sẽ gặp kháng cự, đây là sẽ gặp kháng cự mạnh ở đây, thì trong tuần bản thân hôm nay cũng không đóng được ở cao nhất các anh chị nhé, 885 điểm, 885, đây là cái vùng Hùng đã có phân tích ở trong những cái nhịp ở đằng trước này, ở đây. Khi gặp về vùng 885 điểm thì phái sinh lại bị sọc xuống, thì cái quá trình của phái sinh thì nó cũng hoàn toàn nó phải tạo nền tăng này, được chưa, và sau đó thì giảm này xong đấy lại có những nhịp kéo lên, đúng không ạ? Kéo lên, và để tạo nền thành công và để bước vào một cái kênh sóng mới thì những cái điểm tạo nền này nó phải có yếu tố kỹ thuật đó.
nó phải có yếu tố kỹ thuật, có nghĩa là nhịp này nó chỉ sót, nó chỉ chạm về đây thôi đó, và về đây thì nội long nó lại phải bắt đầu nó vào đó thì mới chuyển pha xu thế được. Chứ còn nếu mà những cái điểm mà những cái điểm đáy nó không hình thành được được tốt đấy, những cái điểm đáy này các anh chị nhìn thấy này, đây là những điểm đáy nhá, để hình thành, để đảo pha, tức là phá chênh hoàn toàn, các anh chị có thể đánh ở những kênh sóng dài khi mà thị trường nó thỏa mãn những cái đó, ví dụ như vậy đó. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta phân tích, và chúng ta có những cái dữ liệu để chúng ta phân tích, để chúng ta định lượng được cái kênh xu thế, trend xu thế đó. Bản thân anh chị nếu nhìn rộng ra, nhìn view ra, thì đây có phải là một cái kênh, một cái trend dài của phái sinh không ạ? Đúng không ạ? Trend dài này là trend gì? Trend tăng đó, và trend dài này thì là trend bên này, trend dài này thì là trend giảm đó. Vậy thì bây giờ phái sinh đang trong quá trình đảo pha, quá trình đảo pha này thì tăng giảm đang xen lẫn lộn đó, và khi nào nó đảo thực sự, nó đảo xong rồi thì nó sẽ có bước vào một cái kênh xu thế tăng dài đó. Thì đấy là những cái định lượng. Thì phái sinh ở trong tuần tới sẽ chạm về vùng kháng cự 885, và chúng ta sẽ xem ở vùng 885 này đội long sẽ làm như nào, và chỉ cần có một phiên phái sinh ngồi lên được trên vùng 890 đó, ngồi lên được trên vùng 890 thì như vậy là ăn đứt cái kênh xu thế của phái sinh, là bắt đầu là đội long là chủ đạo. Và khi mà đội long chủ đạo rồi thì thị trường cơ sở của chúng ta sẽ có những cái thuận lợi nhất định. Ok, phần thứ ba thì Hùng sẽ đi phân tích qua một số các mã cổ phiếu anh chị nhé. Hùng sẽ không phân tích nhiều tại vì hôm nay thì Hùng Lê không có nhiều thời gian. Hùng Lê sẽ đi phân tích qua một số các cái mã cổ phiếu của một số các nhóm ngành cơ bản thôi. Nhóm ngành xây dựng thì sẽ đi phân tích ông KBC. Bản thân KBC thì Hùng cũng có đánh giá rồi, đúng không ạ? KBC chúng ta đang thỏa mãn một cái kênh sóng dài, và bản thân KBC thì đánh nhanh, đánh vội thì nó không được, nhưng mà đánh túc tắc, tức là cái chạm hỗ trợ. Và Hùng đánh giá rằng trong cái thời điểm trước đây thì Hùng đánh giá rằng cái vùng hỗ trợ của nó là 14.2 là một cái vùng hỗ trợ dài của KBC. Và từ vùng 14.2 này thì những cái câu chuyện về KBC thì chúng ta sẽ tiếp tục nói, và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ gặp những cái kháng cự đầu tiên KBC ở vùng 16. Về đến đây thì nó sẽ phải đánh lình trình. Nhưng mà với những cái kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng vùng 16 này không phải là vấn đề lớn của KBC nữa rồi. Tín hiệu dòng tiền đã ok rồi, tất cả những cái tín hiệu tạo nền đã ok rồi. Và đấy, KBC thì là một mã cổ phiếu mà nó đánh theo kênh. Thì cái vùng, Hùng đánh giá rằng cái nhịp này sẽ từ vùng 14 và sẽ chạm vùng 17. Và đi được đến vùng 17 thì không phải ngày 1, ngày 2. Các anh chị nhìn thấy đây là trên biểu đồ đến tuần mà chúng ta nhìn còn rối rắm như này. Tức là nó đi lên rồi nó đi lên rồi nó rũ đấy. Thậm chí đến tuần này nó còn có một cái cây gần đinh ba, nó dài ngoặn chân thân nến ở đằng dưới như vậy đó. Đối với KBC anh chị nhé, đất xanh thì đảo qua, bởi vì đất xanh thì cũng không có gì để nói. Những cái tín hiệu ở đây là những cái tín hiệu tạo nền, và tạo nền này thì chưa chắc. Và đất xanh mà nếu mà bị gãy vùng 13.5 thì đất xanh sẽ có vấn đề, là khả năng sẽ chạm về vùng 12 đối với đất xanh. TDH là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng trong phiên kết tuần, thì TDH lại chạm về vùng 10.35 hơi xấu, bởi vì trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì Hùng Lê đang kỳ vọng là TDH sẽ đánh chạm vùng 11 đến vùng 11.5, vẫn chưa về được đến vùng 11. Đây thì có thể những cái áp lực nó chốt lãi tạm thời thôi, áp lực chốt lãi tạm thời về kênh sóng của TDH. Hùng Lê vẫn kỳ vọng tiếp tục vẫn kỳ vọng ở một cái mức target ở vùng 11. Trong cái quá trình nó đi lên thì có thể nó vẫn có những nhịp rung rũ ở đây, những nhịp rung rũ ở đây thì vẫn có thôi. Bản thân ở trong một cái nhịp đánh ở đây thì nó cũng đánh rung rũ này. Đánh rung rũ như này thì chúng ta sẽ phải định lượng lại, tức là thế nào thì được gọi là rung rũ, tức là nó sẽ phải có một cái vùng ở đây, vùng chốt chặn ở đây, vùng chốt chặn là khoảng 10.3 các anh chị nhé, 10.3. 10.3 thì sang tuần tới các anh chị lưu tâm giúp Hùng lên, nếu như TDH mà không bị gãy 10.3 ở đây này
thì cái cơ hội mà đánh lên vẫn còn đối với TDH, và kỳ vọng ở vùng 11 đến vùng 11.5, đấy là hai cái target gần của cổ phiếu này. 5. Rồi, ok. Phân tích mã cổ phiếu LDG. LDG lại bị hỏng rồi. LDG hỏng khi mà LDG đây không giữ được cái mốc này 8.33. 8.33 bị gãy. Bị gãy như vậy là LDG và ngày trong phiên ngày hôm nay thì bất động sản bị chốt mạnh. Thế này là bất động sản bị chốt mạnh 6.76. Mốc 7.76 cũng bị gãy. Hơi xấu anh chị, nếu như thế này là xấu rồi, bởi vì là như thế này thì chúng ta tạm thời chúng ta phải dừng hình. Nếu như anh chị nào mà đang cầm nắm giữ LDG thì chúng ta phải cắt đi. Bởi vì là khi mà cổ phiếu đã rơi như thế này thì chúng ta cũng sẽ không biết là cổ phiếu đến đây cổ phiếu sẽ ngừng rơi hay là cổ phiếu sẽ cắm đầu tiếp, và cắm đầu tiếp thì nó không biết nó sẽ đi đến đâu. Mã cổ phiếu C2 và HDG. C2 thì như thế nào nhỉ? Đó, bản thân C2 thì Hùng nhớ không nhầm, tại vì nó bị mất dữ liệu là vùng hỗ trợ vùng 22 trong một cái nhịp đánh lên. Và tại sao thì Hùng có nói đến C2? Bởi vì C2 hiện tại đang có những cái yếu tố cơ bản nó đang chuyển mình đấy, các anh chị cứ xem lại đi. Tại sao không phải lý do tự dưng mà C2 có một cái nhịp chỉnh dài từ vùng giá 30, từ vùng giá 40 đi, mà chỉnh về đến tận vùng đây là vùng 20, và sau đó thì C2 đang có một nhịp hút lên như này. Thì bản thân C2 sau một nhịp hút lên như này thì Hùng đánh giá rằng C2, cổ phiếu C2 sẽ hội tụ về vùng 22, và tại vùng 22 này thì chúng ta có thể mua. Chúng ta mua đón đầu ở một cái kênh xu thế, và C2 thì đang có những yếu tố cơ bản, thì Hùng có thể Hùng sẽ có một cái bản tin phân tích định lượng riêng về mã cổ phiếu C2. Đối với C2 thì các anh chị đáng để tham gia đầu tư trong thời điểm hiện tại. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu SGS và HBC. SGS. Bản thân SGS ở thời điểm hiện tại chưa tăng mạnh, nhưng mà có những cái tín hiệu của SGS tạo lập ở cái vùng thứ nhất, đó là vùng giá 16 các anh chị nhé, 16 này. 16 hiện tại đang có những điểm đánh lình xình đi ngang như này, và nó chỉ cần có một cái tín hiệu kỹ thuật, gọi là tín hiệu kỹ thuật thoát nền. Thoát nền ở đây thì cũng tạm được hiểu là thoát nền 18. ETS thoát nền 18 anh chị. Thoát nền 18 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở đây, và những cái điểm 16 thì Hùng đã có phân tích rồi. Kỳ vọng target của ETS ở trong nhịp này đánh chạm vùng 20. HBC, rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng Lê là có tham gia HBC hay không. Đây, có ngay luôn. Tức là các anh chị là không cái máy này vừa mới cài lại nên nó bị mất cái dữ liệu trước của HBC. Bởi vì trong cái tin nhắn này thì Hùng có định lượng ở đây là HBC này, HBC đang có những phiên trả cầu về vùng hỗ trợ theo phân tích. Thì bản thân là khi HBC có một cái nhịp kéo ở đây này, chính là phiên kéo này, thì Hùng có đánh giá rằng là HBC sẽ có những cái nhịp trả lại ở vùng 11. Những nhịp trả lại vùng 11, và những nhịp trả lại này không bị gãy và lực cầu tiếp tục đẩy vào, thì chúng ta sẽ tham gia, chúng ta mua HBC ở vùng 11, và chúng ta chờ HBC vượt thoát được vùng nào thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết ạ. Thì ở đây thôi, nói chung là điểm mua hết nó sẽ tính toán ở tuần tới, cũng sắp rồi, tức là khoảng vùng 11.8 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Và cái điểm kỳ vọng gần nhất của HBC ở trong cái miếng đánh này thì có thể kỳ vọng mạnh thì sẽ đánh chạm được vùng 14. Nhưng 14 khó, ta cứ đặt ở một cái vùng giá nó thấp hơn, nó để chúng ta có được một cái target để chúng ta chủ động chúng ta chốt lời, bởi vì chốt lời thì không bao giờ sai cả. Đó, thì cơ hội kỳ vọng đối với HBC là như vậy. HDC thì là hỏng rồi, thế này thì là hỏng rồi. HDC là một mã cổ phiếu mà Hùng đã có những cái phân tích định lượng khi mà HDC có những phiên đánh vượt thoát ở đây, đánh vượt thoát vùng 24.
đánh vượt thoát vùng 24, nhưng mà trong tuần vừa rồi thì HDC hỏng rồi, đánh gãy gục về nền như thế này thì đây cũng có thể là một cách mà tạo lập dùng để tạo lập đánh để dụ hết những cái nhà đầu tư cá nhân đeo bám theo. Thì chúng ta sẽ quan sát lại ở vùng giá, ở vùng giá 21 đến vùng giá 22. Đây, cơ bản là như vậy. Thì khi mà cổ phiếu bị cắm đầu xuống như này, tức là đây cũng có thể là những cái đòn đánh của tạo lập dụ hết sạch này. Thì về đến cái nền này chúng ta quan sát, nếu nền này quan sát mà cổ phiếu tích lũy lại được thì có thể ở vùng này chúng ta lại tham gia. Còn nếu mà gãy HDC mà gãy vùng 22, 21 thì thôi, hỏng. Ngân hàng và chứng khoán thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng rất là cơ bản rồi. Bit đã hoàn thành target, Vietcombank thì sẽ có những cái phiên test chỉnh và cân lại vùng cầu ở vùng giá 20, vùng giá 90. MBB trong phiên ngày hôm nay là phiên kết tuần là phiên tốt, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm và cân lại cầu ở vùng 21.2. Techcombank thì chưa thể tăng mạnh được ngay, VBank thì đang đi vào về cái vùng target chúng ta phân tích ở vùng kháng cự 21.5. Công thương thì hiện tại đã vượt vượt đỉnh, tức là vượt cái đỉnh chúng ta phân tích, thì chúng ta sẽ có thể là công thương đánh chạm vùng 24, và Hùng đã có phân tích kịch bản chỉnh giảm công thương. Nhóm ngành dầu khí hiện tại thì đang rất là xấu, và BSR thì đã gãy vùng 8. BSR đã gãy vùng 8, và với cái việc mà BSR gãy như này thì bây giờ nó đã không biết đâu là đáy nữa rồi. Đó, không biết đâu là đáy nữa rồi. Và gãy vùng 8 như thế này thì cổ phiếu sẽ đi đâu về đâu, nó cũng sẽ đi khá là dài, và xu thế cao thì có thể vẫn có những điểm chỉnh giảm về lại vùng 6.5. như vậy là BSR hơi xấu, BSR xấu. POVK, bản thân POVK nó tích cực được hơn BSR, tức là về đến đây, chạm vùng ở đây, vùng hỗ trợ ở đây, thì bây giờ bên này cũng như vậy, thì cũng đang có những phiên hồi phục lại. Tuy nhiên những cái tín hiệu hồi phục này thì chúng ta cần thời gian để chúng ta kiểm tra lại những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây nhé, anh chị lưu ý. Vâng, và khả năng thì bản tin Hùng Lê sẽ phải tạm dừng tại đây. Thì về cơ bản Hùng Lê đã có phân tích và định lượng thị trường cho các anh chị rồi, bởi vì hôm nay thì cu gấu nhà Hùng Lê lên chơi và không cho Hùng Lê tiếp tục làm việc nữa. Những mã cổ phiếu nào các anh chị mà chúng ta quan tâm đến thì các anh chị của chúng ta có thể comment lên trên dòng thời gian của bản tin hàng tuần các anh chị nhé. Thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để để phân tích và định lượng cho các anh chị. Đây, những cái dòng comment ở dưới các bản tin. Rất ở thành thực là xin lỗi tuần cả nhà. Hơi phũ và Hùng Lê sẽ hẹn gặp lại chúng ta các anh chị trong một số bản tin định lượng thị trường tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Canh mua lại như thế nào, bởi vì bây giờ nó cũng